Ôi, được gọi lại các bạn trên kênh Kinh New 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Nhã Phương hết lời khen ông xã tại sự kiện. Không phải chồng tôi mà tôi khen nhưng Trường Giang giỏi thật. Mới đây, Nhã Phương đã có mặt tại một sự kiện thời trang với tư cách khách mời. Tại đây, cô đã chia sẻ với công chúng và báo giới đôi điều về cuộc sống hiện tại của mình. Cô không ngớt lời khen ngợi Trường Giang. Về tình hình kinh doanh của vợ chồng mình, Nhã Phương tiết lộ. Hiện tại vợ chồng tôi đang có hai quán cơm, một quán dê và sắp tới mở thêm một quán bò. Sở dĩ vợ chồng tôi mở nhiều quán như vậy vì niềm đam mê lớn nhất của anh Giang là nấu ăn và mang những món ăn ngon tới mọi người. Những người chưa biết nhiều về ẩm thực, chẳng hạn, ban đầu tôi không hề thích ăn dê. Sau khi anh Giang mở quán dê, tôi ăn thử rồi chuyển sang thích. Bây giờ thì nghiện luôn, anh ấy làm được những món khiến tôi ăn và thấy ngon. Không phải chồng tôi mà tôi khen nhưng Trường Giang đúng là giỏi thật. Sắp tới, anh Giang còn mở thêm nhiều quán nữa, ra đến tận Hà Nội. Nhã Phương chia sẻ, cô rất muốn giúp chồng trong công việc kinh doanh, nhưng Trường Giang kiên quyết không cho. Cô nói, tôi rất muốn phụ chồng làm quán, nhưng lại không có khiếu kinh doanh. Nhiều khi thấy chồng bận nhiều việc quá, tôi cũng muốn phụ, nhưng anh ấy luôn bảo, khi nào vợ không làm nghệ thuật nữa, anh sẽ cho vợ vào phụ làm quán. Bắt tay vào kinh doanh sẽ khiến đầu óc mệt mỏi, không còn tập trung được diễn xuất nữa, nên Trường Giang không muốn tôi làm. Anh ấy muốn tôi cứ thoải mái, tự do, muốn làm gì thì làm trường giang hỗ trợ hết mình để tôi có điều kiện shopping làm đẹp lo cho con thật tốt việc kiếm tiền mệt đầu để anh ấy làm chồng cho đặc quyền đó nên tôi cứ thế hưởng thụ thôi khi nào có ý định bớt làm nghệ thuật lại tôi sẽ phụ giúp anh ấy kinh doanh còn việc lớn nhất bây giờ tôi cần làm là ở nhà chăm con lo cho con khỏe mạnh giáo dục con văn minh nhất bây giờ tôi nịnh con nhiều hơn nịnh chồng nữa con tôi đi học rồi từ sáng đến chiều mới về nên tôi có nhiều thời gian để làm việc hơn trước đây tuy nhiên hiện tại lại đang dính dịch bệnh Thời điểm nhạy cảm nên tôi tạm cho con ở nhà để chăm con chứ không đưa đến trường. Được biết, đây không phải lần đầu Nhã Phương khen chồng mình, trước đây cô cũng từng nói. Người ta nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, nhưng tôi chẳng làm được gì cho Trường Giang, anh ấy xây cả nhà lẫn tổ ấm cho tôi luôn. Tôi rất muốn khoe với mọi người rằng chồng tôi là người vô cùng tuyệt vời. Tôi cũng vừa kết thúc một bộ phim mình đóng cách đây một ngày, trong thời gian tôi đóng phim, vợ chồng tôi phải chuyển sang nhà mới. Tới cận Tết rồi tôi mới về tới nhà và thấy Trường Giang làm tất cả mọi thứ chỉ trong mấy ngày rỗi. Hôm đó tôi đi quay phim tới tận 6 giờ sáng, đang rất mệt thì chồng gửi cho một demo về nhà mới. Trong đó có cảnh anh ấy đang trang trí phòng cho con gái. Tôi thấy cảnh chồng trang trí phòng cho con gái, xây nhà mới mà xúc động lắm. Đúng là chồng tôi cái gì cũng giỏi hết, tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình. Dù Trường Giang không nói nhiều nhưng ở đây ba mặt một lời mà nói tôi rất tự hào về chồng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp hãy để lại thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knew 24h nhé.